Anh Lực, anh Lực, hàng ở đây hết rồi. Sau này chúng ta sẽ hợp tác thường xuyên, xin chiếu cố cho. Nhận được tin báo, có một chuyến vũ khí sẽ dỡ hàng xuống tại đây. Chúng tôi phải lên tàu kiểm tra. Làm cái gì vậy? Cất đồ đi. Thám trưởng Ngô, anh phải biết rõ điều này. Đây là hàng của ông Phùng Kính Nghiêu đó. Là hàng của công ty Kiến Trung, thuộc thương hội của họ Phùng chúng tôi. Tôi không cần biết là hàng của ông Phùng hay của ông Phụng. Tôi chỉ biết là trên tàu này có vũ khí. Lục soát. Ông kiếm. Đây là chỗ mà ông muốn lục soát thì lục soát hay sao? Tôi nói lại lần cuối, đây là hàng của ông Phùng Kính Nghiêu mà. Khu vực này trực thuộc sự quản lý của tù giới Pháp. Anh là một thám trưởng ở khu tù giới công cộng, không có quyền can thiệp đâu. Anh nói rất đúng, nhưng anh đừng có quên là anh ra khỏi bến cảng thì là địa bàn tù giới công cộng của tôi rồi. Được rồi, chúng tôi ở đây, ông ở đó, ai ở yên chỗ người đó đi. Vậy tôi sẽ chờ ở chỗ này để coi các người kéo dài được bao lâu. Được rồi, làm tốt lắm. Anh tiếp tục theo dõi cho tôi. Được. Alo, xin nghe, vừa nào vậy? Tôi là Mã Tổng Thám Trưởng ở phòng tuần bộ. Làm phiền anh cho tôi gặp Hứa Văn Cừ một lát. Dạ, ông chờ một lát. Giám đốc Hứa, điện thoại của Mã Tổng Thám Trưởng có chuyện gấp. Anh ra ngoài trước đi. Dạ. Mã Tổng Thám Trưởng, Văn Cừ phải không? Tôi mới nhận được tin báo, đó người Nhật Bản có một chuyến vũ khí, hôm nay sẽ nhập hàng thông qua bến cảng của các anh. Phòng tuần bộ ở bên tôi với công cộng đã chuẩn bị cho người lục soát. Anh phải lập tức nghỉ cách liền đi. Tôi sẽ lập tức tới đó. Và cũng làm phiền ông, đi với tôi một chuyến. Tôi chỉ có thể báo cho anh biết thôi, những chuyện khác vẫn phải do anh tự làm lấy. Anh phải tranh thủ thời gian đó, để muộn thì không kịp nữa đâu. Cảm ơn ông. Vậy đi. Alo, nhà ông Phùng có phải không? Ông Phùng. Ồ, ngồi đi. Thế nào rồi? Mọi chuyện đều đang được tiến hành theo kế hoạch của ông. Hàng bây giờ đang bị tạm giữ ở lại bến cảng rồi. Mà Tổng Thám Trưởng đã gọi điện thoại cho Hứa Văn Cường. Bây giờ theo tôi đoán thì người sốt ruột nhất chính là người Nhật Bản. Bọn người Nhật Bản này rất là hung hăng. Lần đầu tiên làm ăn với chúng ta, phải cho chúng biết là không dễ dàng gì. Phải dằn mặt chúng để chúng nôn nóng sốt ruột hả? Vậy mới biết mai mốt ở bến Thượng Hải này, ngoài Phùng Kính Nghiêu tôi ra, sẽ không ai dám làm những phi vụ này với chúng. Đã dàn xếp xong hết rồi phải không? Mà Tổng Thám Trưởng nói tất cả đều không có vấn đề. Tốt. Toán người bên phòng tuần bộ công cộng đó trước giờ chẳng coi ai ra gì. Lần này đúng là có dịp cho chúng biết mặt một chút đó. Chỉ có điều Hứa Văn Cường phản đối
chúng ta buôn bán vũ khí. Không có sao đâu. Dù gì nó cũng là người của Kiến Trung, sớm muộn cũng vào cuộc thôi. Quắc con mà, quắc con mà không có sao đâu. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Tháp Trường Ngôn. Anh là ai vậy? Hứa Văn Cường. Ồ. Thì ra là hồng nhân ở bên cạnh Phùng Kính Nghiêu. Hứa Văn Cường. Không dám nhận. Tôi chỉ theo ông Phùng kiếm miếng cơm thôi. Tôi là giám đốc của công ty Kiến Trung, là người sở hữu hợp pháp của chuyến hàng này. Tôi có thể vào trong coi được không? Được. Nhưng anh nhớ kỹ cho tôi, đừng có dở trò đó. Đi theo anh. Các anh em vất vả rồi. Các anh em vất vả rồi. Ngô thám trưởng. Mã tổng thám trưởng, xong tới đây vậy? Công ty Kiến Trung của ông Phùng hôm nay sẽ nhận một chuyến hàng ở chỗ này. Nhưng có người nói cái gì toàn trữ vũ khí, nên tôi tới xem. Mà tổng thám trưởng, tôi làm việc theo lệnh của cấp trên thôi. Thám trưởng Ngô, chỗ này là địa bàn của tôi giới pháp kìa mà. Tài của ông đây đúng là giới ra xa quá rồi đó. Coi ông nói gì kìa. Ông coi, tôi đã có lệnh lục soát. Ồ. Không lẽ ông không cho chúng tôi lục soát à? Nếu ông cứ tiếp tục dằn co kiểu này thì sẽ làm kinh động với phóng viên. Tới lúc đó lục soát có kết quả cũng không nói gì. Nhưng nếu lục soát không có ra gì hết hả, thì giới thế lực ở bến Thượng Hải của ông Phùng ông cũng đã quá biết rồi đó. Tới lúc đó sợ là ông sẽ không được yên thân đâu. Đừng có nhiều lời, giá nào tôi cũng được soát. Anh Cường. Khốn kiếp. Không phải anh đã nói ngay từ đầu không được đụng tới vũ khí sao? Lần này để cô em giải quyết như thế nào đây? Em biết anh tới để cứu em. Chuyện là do em gây ra, em sẽ tự giải quyết, không liên lụy tới anh đâu. Đứng vào một bên. Lời anh nói em coi như gió thổi bên tai. Lát nữa bớt nói cho anh. Nếu đã như vậy thì chúng ta làm đúng bổn phận của mình đi. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi đây tuyệt đối không can thiệp chuyện lục soát của anh. Xin mời. Mời. Lục soát. Ông. Mọi người nghe kỹ cho tôi. Chỗ này là địa bàn của Tô Giới Pháp. Ai dám xây sửa đây thì bắt hết lại cho tôi. Tháp trưởng Ngô, ông đã vượt quyền hạn sử dụng vũ lực, gây nên trận ấu đả. Bắt hết lại cho tôi. Dạ. Dạ. Con nè. Thám trưởng Ngô, hồi nãy chúng ta đã nói rồi, làm đúng bổn phận của mình. Nước sông không phạm nước giếng. Chỗ này là địa bàn của Tô Giới Pháp. Ra khỏi bến cảng mới là địa bàn do ông quản lý. Ông gây chuyện ngay trên địa bàn của tôi, tôi không thể làm ngơ được. Ông Phạ,
Vụ việc hôm nay ông đã làm tôi khó xử rồi đó. Vẫn là câu nói cũ, tiện cho người ta coi như tiện cho mình, đúng không? Thám trưởng Ngôn, các anh em vất vả cả ngày rồi, chút tiền trạch. Vậy thì tôi coi như ném mặt cắt dây vậy. Rút. Rút. Anh Cường, anh Cường à, sở dĩ ông Phùng giao cho em làm chuyện này là vì muốn thử thách năng lực của em thôi. Tục ngữ có câu này hay lắm: trường giang sống sau, sầu sống trước. Hồi trước ông Phùng cũng lập nghiệp bằng cách này mà. Có ngày đinh lực em sẽ làm tốt hơn ông Phùng nữa. Lực à, anh muốn em hứa với anh một chuyện. Anh cứ nói đi. Bắt đầu từ bây giờ, đừng thay mặt ông Phùng giúp người Nhật Bản dựng chuyện vũ khí nữa. Chuyện gì em cũng hứa với anh, ngoại trừ việc ông Phùng giao cho em làm. Vậy mà gọi là ghen là anh hết sao? Được, chuyện ông Phùng giao cho em làm anh mặc kệ. Anh biết là anh cũng không can thiệp nổi, nhưng mà chuyện này anh nhất định phải can thiệp. Bọn Nhật Bản có âm mưu đối với Trung Quốc của chúng ta. Bọn chúng vận chuyển vũ khí chắc chắn không phải chuyện đơn giản đâu. Đằng sau chắc chắn có âm mưu gì lớn hơn. Anh không muốn chúng ta cứ mãi mê làm ăn rồi không cẩn thận trở thành giặc bán nước. Đói rồi phải không? Ăn nóng đi kẻo nguội. Đây là quần áo cho anh mặc lúc ra ngoài. Đang viết gì hả? Vừa mới viết đó, đọc thử đi. Mấy thứ này ai nói cho anh biết vậy? Giang Cường à, anh là người trong cuộc, anh càng có trách nhiệm nói rõ chân tướng sự việc. Tôi không nói được. Nhất định phải nói, tại vì nó ảnh hưởng tới vận mệnh của đất nước chúng ta. Giang Cường à, tôi nói cho anh biết, giá tâm của người Nhật Bản tuyệt đối không phải chỉ là ba tỉnh ở phía đông, mà là toàn bộ nước Trung Quốc. Anh có biết tại sao người Nhật Bản cấu kết với Phùng Kính Nghiêu không? Chính vì bọn chúng muốn mượn thế lực của Phùng Kính Nghiêu để làm lớn mạnh thế lực quân sự của chúng. Những chuyến vũ khí mà các anh vận chuyển giúp chúng mai mốt sẽ được dùng để bắn lại người Trung Quốc chúng ta đó. Anh nói tôi nghe, làm sao anh biết được mấy chuyện này? Anh đừng thắc mắc tại sao tôi biết được. Chỉ cần trả lời tôi là đúng hay không đúng mà thôi. Đúng.
Văn Cường à, anh có còn nhớ hồi chúng ta học ở Bắc Bình không? Anh đừng nói gì nữa. Tại sao chứ? Không tại sao hết. Tôi chỉ biết anh là bạn của tôi. Tôi không muốn bạn của mình gặp nguy hiểm. Vậy còn Chí Huy, anh ấy chết như thế nào? Anh đã quên rồi sao? Anh dám nói anh quên rồi sao? Anh dám nói anh không bận tâm tới à? Anh nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Nhìn thẳng vào tôi đi. Hãy nhìn thẳng vào tôi đi. Anh dám nói anh quên hết rồi sao? Chí Huy, hãy nhớ lại cảnh chúng ta bị đàn áp khốc liệt ở Bắc Bình. Hãy nhớ lại những người bạn đã mất của chúng ta. Có chuyện nào không phải là do hạng người như Phùng Kính Nghiêu gây ra chứ? Văn Cường à, bây giờ anh là người mà Phùng Kính Nghiêu tin tưởng nhất. Chỉ cần anh đưa ra bằng chứng về chuyện vận chuyển vũ khí giữa hắn và người Nhật thì có thể vạch trần chuyện của hắn. Hãy vì đất nước. Đây là đất nước của chúng ta mà. Vì những người bạn đã mất của chúng ta, và cũng là vì bản thân anh. Văn Cường à, anh nên làm như vậy. Anh nói đi. Anh lên tiếng đi. Sao anh không nói gì hết vậy? Lần này may mắn thoát hiểm, xin cảm ơn. Đại đảo tiên sinh, theo như chúng ta thỏa thuận từ đầu, chuyến vũ khí này chúng tôi giữ lại một thùng. Tất nhiên không thành vấn đề. Mời. Mời. Ông Phùng hả? Ông quả nhiên là danh bất hư truyền đó. Vì Thiên Long Hội của chúng ta đã khai thông được một cửa ngõ vận chuyển vũ khí. Đế quốc Đại Nhật Bản chúng tôi thích nhất là những người có năng lực. Thiên Long Hội sẽ không đối xử tệ với vị bằng hữu như ông. Về chuyện qua đổng, chúng tôi đã vận động giúp ông rồi. Tin là không lâu nữa thì ông nhất định sẽ được toại nguyện. Vận chuyển vũ khí là chuyện làm ăn của tôi. Còn về chuyện qua đổng, tôi cũng không bao giờ ép buộc ai. Hình như ông Phùng vẫn không tin tưởng chúng tôi. Không phải. Lần sau nếu ông vẫn trả cao cho chúng tôi như vậy thì chúng ta vẫn hợp tác. Hả? Ông Phùng à, tôi không thích thái độ của ông. Người Trung Quốc thường nói câu thành tâm thành ý, có phải không? Tại sao Thiên Long Hội của Nhật Bản chúng tôi chân thành đối với ông như vậy, nhưng mà ông lại không trân trọng một chút nào? Ông đại đảo, ông hiểu lầm rồi.
ông cũng rất am hiểu Trung Quốc mà đúng không? Người Trung Quốc có câu tục ngữ là có qua có lại. Ông Phụng chỉ không muốn làm phiền ông nhiều quá thôi. Về chuyện này ông đại đảo lại không cho là như vậy. Ông Phùng à, nếu ông tin tưởng tôi thì ông hãy giao chuyện này cho tôi. Đồng sự người Pháp người Mỹ hiện giờ có quan hệ rất tốt với chúng tôi. Ba phiếu của chúng tôi so với một phiếu của tên ma lợi sĩ, chắc chắn hắn sẽ phải thua thôi. À, hôm nay tới dự tiệc mà không nói chuyện hòa đồng nữa. Ông Phùng, ý của ông đại đảo là đối thủ nặng ký nhất của ông Dương Quốc Hồn trong mắt của Thiên Long Hồ chúng tôi chỉ là nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần ông muốn, lúc nào chúng tôi cũng có thể. Nè, ăn đi. Ông Phùng à, nếu như ông vẫn không tin tưởng thì tôi có thể cho ông nhìn thấy kết quả trong đợt bầu cử lần này. Này, 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 này. Ăn đi, ăn đi, à, ăn đi. Báo đi, báo đi, báo đi. Tin mới nhất đây, trận đấu giữa Liverpool và đội Nhật Kiều. Tới, tôi mời ông Phùng xem một trận đá banh. Thiên Long Hội của chúng tôi đã mời đội bóng rất nổi tiếng tên là Liverpool ở Anh tới đá một trận giao hữu với đội người Nhật của chúng tôi. À, được thôi, ông đại đạo có nhã hứng quá. Lúc đó có thời gian thì tôi chắc chắn sẽ đi. Ông Phùng có hứng thú cá độ bóng đá không? À, thỉnh thoảng cũng có chơi. Dương Quốc Hồn cược đội Liverpool thắng, ông ấy đã bỏ ra 10 vạn đồng đại dương cược đội Liverpool thắng. Vậy cũng phải thôi, đội nổi tiếng quốc tế mà. Vậy ý của ông Phùng là đội Nhật Kiều chúng tôi có kỹ thuật chơi kém hơn? Ông thấy sao? Ông Phùng à, Thiên Long Hội chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác với ông. Tôi không muốn làm mất đi oai phong đế quốc Nhật Bản chúng tôi. Nói tới chuyện đá banh, người Nhật Bản các vị đúng là không thể nói có oai phong gì rồi. Trung Quốc có một câu nói xưa rằng thực lực là yếu tố quyết định, có thực lực thì sẽ có tất cả. Ông Phùng cao kiến. Mời. Hình như Phùng Kính Nghiêu biết anh Dưỡng chưa chết. Chỗ này không còn an toàn nữa. Tôi sẽ nhanh chóng đưa anh về Bắc Bình. Văn Cường à, cảm ơn anh. Anh khoan đi khỏi đây, chờ tin của tôi. Tôi không sợ chết. Thật ra tôi đã chuẩn bị chuyện mình sẽ mất mạng từ trước rồi. Văn Cường, ngược lại là anh, anh thật sự nên mau chóng rời khỏi Phùng Kính Nghiêu đi. Tôi biết tôi nên làm thế nào. Bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của anh. Tôi biết tôi không thể nào thuyết phục được anh, nhưng mà ít ra anh cũng phải giúp tôi một chuyện. Nói đi. Cái này tôi sắp viết xong rồi.
Đợi tôi viết xong, anh xuất bản giùm tôi liền có được không? Đưa anh đi trước rồi tính sao. Văn Cường, xe này cũng đẹp đó. Ừ. Tôi muốn xem xe này. Có đẹp không? Em thích không? Thích thì mua đi. Để xem cái khác đã. Phùng đâu? Ông Phùng ở bên trong. Ba. Ờ. Trình Trình hả? Con tưởng ba đã ngủ rồi chứ. Con mới đi cửa hàng bách quá, nhân tiện mua chút điểm tâm cho ba. À, ngoan. Đi cửa hàng bách quá. Mấy bữa trước tụi con có đặt hồ cá rèm cửa này nọ, hôm nay đi lấy hàng. Ba, mai mốt con có dọn ra ngoài rồi thì con với Văn Cường cũng sẽ thường xuyên về thăm ba. Ba cũng có thể tới chỗ tụi con nữa. Ba còn có một căn nhà trống ở Đỗ Mỹ Lộ, tốt hơn căn của con mua nhiều. Cái gì cũng có, không cần con phải chạy đằng này chạy đằng nọ, vất vả cực khổ mua đồ đem ba về. Ba đâu phải là không biết tính cách của Văn Cường. Anh ấy không nhận đồ của người khác đâu. Hơn nữa, bên tụi con cũng đã sửa sang lại gần xong rồi. Ê, sắp thành người nhà rồi còn phân biệt rạch rồi như vậy, nghĩa là sao chứ? Được rồi, cứ theo ý của tụi con vậy. Chổi lông gà đây. Ai chổi lông gà đây? Alo. Văn Cường. Chú Tường. Ông Phụ kêu cậu trưa nay tới Thiên Long Hội với ổng rồi. Dạ được. Làm ơn cho qua, cho qua. Làm ơn cho qua đi. Tôi cứ tưởng là anh sẽ không tới.
Bạn cũ sắp đi xa, sao tôi có thể không tiễn chứ? Nếu biết có đưa tiền anh cũng không nhận. Cái hộp thuốc này giữ làm kỷ niệm đi. Tôi cũng không có vật gì quý giá. Cây bút này đã theo tôi nhiều năm rồi, giữ làm kỷ niệm đi. Chính là cây bút này làm anh suýt mất mạng mấy lần phải không? Tới Bắc Bình rồi, nếu như có thể thì viết thư cho tôi. Được. Cẩn thận. Giang Cường, hãy cẩn thận. Tôi đi nghe. Tôi cũng cược. Ông Phùng, xin mời. Hôm nay mời các vị tới đây gặp mặt. Cuộc tranh cử sắp diễn ra, ông Phùng đây có thể nói là rất muốn kết giao với ông Dương Quốc Hồn. Ông Phùng quả nhiên có phong độ đại gia, Dương Quốc Hồn tôi ngưỡng mộ đã lâu. Đừng khách sáo. Trong cuộc tranh cử chúng ta là đối thủ, ngoài cuộc tranh cử chúng ta là bạn bè. Bất kể ai trúng cử cũng là làm việc vì người dân. Xét về căn bản chúng ta đều giống nhau thôi. Ông Phùng à, ông đó vì muốn làm qua đổng đã nỗ lực không ngừng, cũng như bất chấp mọi giá. Ông Dương, ông đó đã thua về mặt này rồi hả? Có thể ra tranh cử cùng với ông Phùng tôi đã cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Thực lực của ông Phùng ở bên Thượng Hải này ai ai cũng biết, tôi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ ở đây thôi. Không thể nói như vậy được. Mà tôi cũng không nghe như vậy. Tuổi còn trẻ đã làm ăn phát đạt tới vậy rồi, đúng là quá giỏi đó. Phần nửa cửa hàng Tây ở Thượng Hải thuộc về ông không phải sao? Ông là người giao thiệp rất rộng, mong được ông chiếu cố nhiều hơn. Ông Dương à, không cần cả sáu vậy đâu. Có sự ủng hộ của Ma Lợi Sĩ, đó chính là quả cân nặng ký nhất rồi. Tiếng nói của Ma Lợi Sĩ ở cục công bộ có sức ảnh hưởng lớn lắm mà. Đâu có,
Chúng tôi chẳng qua có chút qua lại trong chuyện làm ăn thôi. Ông quá khách sáo rồi. Ông bỏ 10 vạn đại dương ra để cược đội Liverpool sẽ thắng trận này đã đủ nói lên tất cả rồi. Phải nói là ông đã làm sôi động thị trường cá cược lên nhiều lắm. Tính của tôi là vậy đó, mê cá cược hiếu thắng. Ở Thượng Hải ít khi có cá cược bóng đá, thường chỉ có mấy trận đua ngựa nhỏ xíu thôi. Không dễ gì có được cơ hội lần này. Hơn nữa cũng biết trước kết quả thắng thua thế nào rồi, đương nhiên là phải chơi chứ. Liverpool là đội bóng nổi tiếng thế giới. Muốn thắng một đội bóng nghiệp dư cỡ như Nhật Bản vậy thì đúng là thừa sức rồi. Thằng ngu cũng sẽ cược đội Liverpool thắng đó. Ngoài sân cỏ cũng như trên thương trường thực ra đều giống hệt nhau. Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Vẫn chưa bắt đầu thi đấu thì chưa biết kết quả thắng thua. Nếu không còn thi đấu để làm gì nữa chứ? Nói thì đúng là nói vậy, nhưng thực lực hai bên cách biệt nhau, giống như hai người đánh lộn vậy. Nếu biết trước đánh không lại người ta thì đừng đánh cho rồi, mất công mất mặt nữa. Nếu sợ mất mặt thì chẳng làm nổi chuyện gì hết. Những người biết không thể nhưng mà vẫn cứ làm là người mà tôi đánh giá cao nhất. Ông Dương chính là một trong số những người tôi đánh giá cao đó. Ý của ông Phùng chính là đội Nhật Kiều này cũng có cơ hội thắng sao? Tôi sẽ cược đội Nhật Kiều thắng. Tường à, ông Phùng, tôi kêu anh đặt 10 vạn đồng cược đội Nhật Kiều thắng. Anh đặt chưa? Dạ đặt rồi. Tốt lắm. Cảm ơn. Nếu như ông Phùng đã nói như vậy, vậy thì để tỏ lòng cung kính của mình, tôi cược 1 vạn đồng. Tường à, cược thêm 1 vạn đồng đội Nhật Kiều thắng. Dạ. Văn Cường, tôi với ông Đại Đảo đặt cược đội Nhật Kiều thắng. Không biết cậu có muốn cược hay không? Đã là đội được ông Phùng đánh giá cao thì không sai vào đâu được. Tôi cược 10 vạn. Tốt lắm. Tôi đánh giá cao khí phách của Văn Cường. Thanh niên thì phải như vậy đó. Chuyện cá cược lần này Văn Cường sẽ toàn quyền thay mặt chúng tôi. Xem ra chúng ta phải cho tiến hành sớm trận đấu này thôi. Vậy thì phải coi ai đặt cược chuẩn hay không rồi. Nếu ông Phùng đã có hứng thú chơi như vậy thì ông Mã Lợi Sĩ, chúng ta hãy chúc ông Phùng mở cờ thắng trận đi. Ông Dương à, đội Liverpool của chúng tôi tuyệt đối không làm ông thất vọng đâu, chỉ làm ông thắng cược gấp đôi thôi. Không biết là ông Phùng và anh Hứa đây đã đặt cược bao nhiêu cho đội Nhật Kiều rồi? Kiếm tiền không phải dễ đâu hả? Nói rất đúng. Văn Cường, nếu chúng ta thua rồi thì coi như chúng ta xui xẻo đáng đời. Chúng tôi mà thua thì coi như chúng tôi gặp xui xẻo. Có chuyện gì vậy? Phục vụ, thay ra giường. Vô đi. Các anh lại vô đây làm cái gì? Ông là Ước Hàng Sâm có phải không? Phải. Các anh muốn làm cái gì?
ông làm trọng tài cho trận bóng sắp tới có phải không? Phải. Rốt cuộc các anh là ai? Vậy thì phải rồi. Mặc áo vào đi, mời ông theo chúng tôi. Tôi không đi. Tôi không đi. Ông Ước Hàng Sâm, đừng quá lo lắng. Mời ông tới chỗ của chúng tôi chờ một lát thôi. Chào ông. Nếu như ông Dương đã có hứng thú tới vậy thì tôi đương nhiên phải theo tới cùng rồi. Tôi lấy danh nghĩa của cá nhân tôi đặt cược 5 vạn cho đội Nhật Kiều. Tiền không nhiều, nếu thua thì coi như mua bình trà cho ông Dương uống vậy. Được, được, được đó. Cá cược là trò vui mà, chỉ sợ không có đối thủ thôi. Bây giờ trò chơi này hấp dẫn quá rồi. Tôi cược thêm 5 vạn, tổng cộng 27 vạn. Đội Liverpool thắng trận. Anh Lực, ngồi xuống. Rốt cuộc các người là ai? Các người muốn làm gì? Tôi sẽ kiện các người tội bắt cóc. Ông Ước Hàng Sâm, ông là khách do cục công bộ mời tới để làm trọng tài. Cục công bộ không có thời gian tiếp đãi ông. Chúng tôi sẽ thay mặt cục công bộ tiếp đãi ông. Vị này là ông chủ của tôi, ông Đinh Lực. Ông chủ của chúng tôi muốn chơi với ông một ván đó. Tôi không biết anh ta. Tôi không muốn chơi gì hết. Tôi muốn đi khỏi đây. Ngồi xuống. Ông Ước Hàng Sâm à, ông có thể đi, nhưng mà tôi bảo đảm với ông, không quá một tuần sau thì vợ của ông ở quê nhà sẽ nhận được một bức điện báo với nội dung là ông Ước Hàng Sâm, một trọng tài bóng đá nổi tiếng, đã mất mạng ở sông Hoàng Phố tại Thượng Hải. Các người là lưu manh, các người đang uy hiếp, đang đe dọa tôi. Ông Ước Hàng Sâm, ông chủ của chúng tôi chỉ muốn chơi một ván thôi. Chơi xong rồi, chúng tôi sẽ đưa ông rời khỏi đây an toàn. Rốt cuộc các người có âm mưu gì, mục đích gì hả? Tôi không có tiền cược, tôi không cách nào chơi với các người được. Thông thường lúc ông làm trọng tài trong một trận đá banh, ông quen dùng tay nào để thổi còi vậy hả? Tôi dùng tay phải. Có liên quan gì tới các người? Tốt lắm. Đây là tiền cược của tôi, 20 vạn. Bàn tay thổi còi đó của ông, tôi cho nó giá trị 20 vạn. Tôi cược bàn tay của ông. Tôi không sợ các người. Giảm nhí, buông ra coi. Một trăm vạn. Dân cược tương đối thôi là được rồi. Lúc nãy ông Dương có nói chúng ta kiếm tiền không dễ gì mà, chúng ta cũng đừng làm chuyện này tới mức căng thẳng quá. Nể mặt ông ấy một chút đi ha. Ông Dương, thôi vậy. Lúc nãy ông cũng đã nói chỉ là trò chơi mà thôi, không cần nghiêm túc quá. Cứ vậy đi. Anh, được rồi, tôi theo anh. Cược 100 vạn. À,
Nếu anh thêm nữa, tôi cũng theo luôn. Hay, có khi phách. Có khi phách. Cảm ơn. Văn Cường, chúng tôi về đây. Cho thêm một lá nữa. Lật bài đi. Thiệt ngại quá, hơn ông một nút. Không, tôi là trọng tài bóng đá vô cục công bộ mời. Các người muốn gì hả? Các người muốn cái gì? Cục công bộ cũng phải theo luật chơi. Ông Hàn Sâm, xin lỗi nha, thua thì phải chịu. Chúng tôi phải lấy bàn tay của ông rồi. Các người hãm hại tôi. Hãm hại ông như vậy đó thì sao? Ông tự giải quyết đi, hay là chờ chúng tôi ra tay. Ông ước Hàn Sâm à? Chúng ta không thù không oán với nhau. Tôi cũng rất muốn kết giao bạn bè với ông. Bàn tay của ông đối với tôi không có lợi ích gì hết. Nhưng bây giờ thì tôi thích nó thật đó. Bàn tay này của ông muốn thổi cho đội bóng nào thắng thì đội bóng đó sẽ thắng. Vậy tốt lắm. Ngày mai có một trận đá banh. Ông là trọng tài chính. Trận đấu giữa Liverpool và đội Nhật Kiều. Tôi muốn đội Nhật Kiều sẽ thắng. Ông rõ chưa? Dương Quốc Hồn hối lộ ông 10 vạn. Tôi tặng cho ông 20 vạn và bảo đảm an toàn cho ông. Bưu à, lát nữa đưa ông ước Hàn Sâm qua về khách sạn đi. Dạ. Ngày mai tôi sẽ dành thời gian theo dõi trận đá banh này. Thả lỏng chút đi, ngày mai thổi cho hay đó. Ông Phùng à, đi thong thả nghe. Được, xin dừng bước. Văn Cường à, thấy khó chịu trong người sao? Có cần tôi kêu người đưa cậu về nhà không? Không cần đâu, chỉ là thấy hơi mệt thôi. Hôm nay làm tốt lắm, đi nghỉ sớm đi. Cảm ơn ông Phùng, tôi đi trước đi. Đáng chết, thằng nào ở đâu thì ở yên đó. Bây giờ trận đấu giữa hai đội bóng đã bước vào phút cuối cùng rồi. Trời ơi, một pha tranh bóng phạm lỗi của các cầu thủ đội Liverpool với đội Nhật Kiều trong khu vực cấm địa ngay trước khung thành. Đội Nhật Kiều được hưởng quả phạt đền. Ô, là chuyện không thể mà. Quyết định của trọng tài khiến tiếng la hét từ khán đài vang lên dữ dội. Cầu thủ mang áo số 7 của đội Nhật Kiều đang đứng trước khung thành đối phương. Bây giờ mọi ánh mắt trên sân cỏ đều đang đổ dồn về cầu thủ mang áo số 7 và thủ môn giữ thành của đội bạn. Số 7 của đội Nhật Kiều chạy ra xa lấy đà. Anh lao lên và chơi chính suốt.
Vào rồi, trận đấu đã kết thúc. Đội Liverpool đã thua đội Nhật Kiều. Nói đi, kết quả trận đấu là 1-0. Có chuyện gì? Ông Phùng à, đội Nhật Kiều thắng rồi, tỷ số là 1-0. Thằng nhóc Đinh Lực này xử lý chuyện êm đẹp quá. Ông Mã Lợi Sĩ à, hơn 100 vạn lận đó. Ông cút ra ngoài cho tôi. Tiêu rồi, đừng có đi qua đi lại trước mặt tôi nữa. Tiêu rồi, 100 vạn lận chứ đâu có ít gì. Sĩ diện của Đế quốc Anh bị ông làm mất hết rồi. Nếu không phải tại ông đi cá cho Phùng Kính Nghiêu thì Liverpool của tôi đâu có thua. Trong này chắc chắn là có âm mưu. Có âm mưu. Tôi cũng là vì ông nên mới cực với Phùng Kính Nghiêu mà. Bây giờ tôi tán gia bại sản hết rồi. Ông Mã Lợi Sĩ à, ông không thể bỏ mặc tôi được. Ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ à, 100 vạn lận, ông không thể bỏ mặc tôi được. Ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ à, ông đừng có bám theo tôi. Chuyện này không liên quan gì tôi hết. Ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ à, Mã Lợi Sĩ à, ông đúng là, ông đúng là, ông tôi đúng không là... có trách nhiệm gì hết. Hơn nữa tôi không có nghĩa vụ trả nợ cờ bạc giùm cho ông. Hơn 100 vạn lận mà. Bây giờ ông đi theo tôi cũng không có ý nghĩa gì, hiểu chưa? Ông Mã Lợi Sĩ, ông không thể bỏ mặc tôi được. Ông Mã Lợi Sĩ à, ông Mã Lợi Sĩ, đừng có bám theo tôi nữa. Ông đúng là cái đồ lưu manh. Mở cửa ra. Ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ, ông Mã Lợi Sĩ, mở cửa ra. Xin chúc mừng ông Phùng. Tin vừa mới loan ra ngoài, cục công bộ đã nhất trí thông qua. Ông bây giờ là hoa đổng rồi. Đại hỷ rồi. Họ Phùng ta từ nay trở đi có thể làm ăn chính đáng rồi. Tường à, cuối cùng chúng ta đã thành người đi trên chính đạo rồi. Cuối cùng đã thành người làm ăn chính đáng rồi. Đúng là không dễ. Không dễ thật à. À. Còn có một chuyện vừa mới xảy ra thôi. Dương Quốc Hồn đã bị bắn chết ở ngay trước cổng cục công bộ. Ai ra tay? Là Thiên Long Hội. Bây giờ tụi nó còn cần dùng tới tôi. Ngày nào đó không cần tới tôi nữa thì chuyện xảy ra với Dương Quốc Hồn hôm nay cũng sẽ xảy ra với Kính Nghiêu tôi. Tường à. Dạ. Điều ông lo lắng là đúng. Chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió như đi trên băng mỏng mới có ngày hôm nay. Bây giờ người Nhật Bản đang tỏ ra rất hung hăng. Chúng ta không thể không đề phòng chúng được. Hết thu săn, chó săn bị làm thịt mà.
Nè, nâng ly về ông Phùng đã đắc cử chức hòa đổng, cạn ly. Được, lần này tôi đắc cử hòa đổng một cách thuận lợi. Ông đại đạo đã góp không ít sức lực đó. Dân tộc Đại Hòa chúng tôi rất coi trọng bậc anh hùng chân chính. Chúc sự hợp tác của chúng ta mãi mãi bền lâu. Được, cạn ly. Ông Phùng à, hai vị trợ thủ đắc lực của ông quả nhiên là hơn hẳn người thường đó. Ồ, quá khen rồi. Ông Phùng à, có chuyện này tôi muốn làm phiền ông. Nói đi. Tuần sau bổn quốc có một người rất là quan trọng sẽ tới Thượng Hải, hy vọng có thể được ông Phùng bảo đảm an toàn giùm. Năng lực của ông đại đạo ai ai cũng nhìn thấy được mà. Chuyện này thực ra là sao vậy? Ông Phùng ở bên Thượng Hải là nhân vật, chỉ cần ông chịu nhận lời thì bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều mà. Nhân vật sắp tới đây cũng sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho ông Phùng đó. Cô ấy là vợ quá của đại tướng quân Nhật Bản, có mối quan hệ tốt đẹp với các nước, sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyện làm ăn trong tương lai của chúng ta. Là một người phụ nữ. Hay vậy đi, tôi cho Văn Cường với Đinh Lực đi đón ha. Được, tôi xin thay mặt cô Sơn Khẩu cảm ơn các vị rất nhiều. Cạn. Chỉ cần chúng ta hợp tác tốt đẹp, sau này đuổi hết bọn người Anh và người Mỹ ra khỏi bên Thượng Hải, vậy thì bên Thượng Hải sẽ thuộc về chúng ta rồi. Cạn ly. Được, cạn ly. Cạn ly. Cạn. Anh à, anh gọi món gì? Cho một suất cơm. Dạ được. Anh à, mời dùng tự nhiên. Cảm ơn. Trước khi tàu cập bến, nhất định phải lấy được chiếc cặp đó, phải bằng mọi giá. Đi. Trên kia. Đi ở trên kia.
để lại chiếc cặp sẽ cho ông đi. Đừng hòng. Hơn 300 môn sinh tinh giỏi môn đã hy sinh chính là vì muốn vạch trần tội ác của người Nhật Bản các ngươi. Ông có cơ hội sao? Cứ thử mà xem. Vậy thì cứ thử xem.
Từ lâu nghe nói dưới trướng ông Phùng có hai trợ thủ rất đắc lực, anh Hứa túc trí đa mưu, anh Đinh dũng mãnh thiện chiến. Hôm nay được gặp vô cùng vinh hạnh, sau này xin hai vị chiếu cố thêm.